Rau dền cơm có tác dụng gì? Cần lưu ý những gì khi sử dụng rau dền cơm? Rau dền cơm có tính mát, được nhiều gia đình sử dụng để nấu canh trong những ngày hè nóng bức. Bên cạnh những khả năng giải nhiệt cơ thể, loại rau này còn có những công dụng quý giá khác. Vậy cụ thể, giá trị dinh dưỡng của rau dền mang lại cho sức khỏe của chúng ta là gì? Hãy cùng Diệp tìm hiểu trong video của ngày hôm nay nhé! Chào bạn, tôi là Đỗ Ngọc Diệp, người chia sẻ và đồng hành cùng bạn về kiến thức sống khỏe tự nhiên để chúng ta trở nên khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Và nếu bạn quan tâm tới chủ đề những tác dụng của rau dền cơm đối với sức khỏe, thì hãy để lại một bình luận tích cực ở phía cuối video để Diệp có thể được tương tác và hỗ trợ bạn ngay nhé. Trong video của ngày hôm nay sẽ có các phần chính như sau. Phần 1. Công dụng của rau dền cơm đối với sức khỏe. Phần 2. Ai không nên sử dụng rau dền cơm. Phần 3 là một vài lưu ý khi sử dụng rau dền cơm. Trong rau dền cơm, nước và chất xơ chiếm 88%, chất đạm chiếm 2.11%, tương đối cao so với các loại rau khác. Rau dền có vị ngọt, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, làm mát máu, lợi tiểu, sát trùng và tiêu độc. Ngoài ra, rau dền còn hỗ trợ điều trị táo bón, đau đầu và nóng mặt. Ngoài công dụng truyền thống làm mát gan và thanh nhiệt, rau dền còn vô số các lợi ích khác, cụ thể như là cải thiện chất lượng xương khớp. Nếu chưa biết rau dền có tác dụng gì thì đó chính là giúp cải thiện sức khỏe xương khớp. Rau dền là nguồn cung cấp khoáng chất dồi dào với hàm lượng canxi, đặc biệt vượt trội so với rau bina và thậm chí cả sữa. Điều này giúp rau dền được đánh giá cao trong việc củng cố sức mạnh của xương và ngăn ngừa các tình trạng như loãng xương và co giật liên quan tới thiếu canxi. Thứ hai là giảm viêm. Các nghiên cứu tiết lộ rằng các pectin được tìm thấy trong rau dền có đặc tính chống viêm mạnh, bảo vệ các tế bào khỏe mạnh khỏi tổn thương gốc tự do. Những người đang vật lộn với bệnh viêm khớp, bệnh gút hoặc các tình trạng viêm khác có thể thấy nhẹ nhõm khi tiêu thụ rau dền thường xuyên. Thứ ba, mang lại lợi ích cho bệnh nhân tiểu đường. Tiêu thụ rau dền thường xuyên giúp quản lý lượng đường trong máu tốt hơn, mang lại cho bệnh nhân tiểu đường một giải pháp hữu hiệu trong việc kiểm soát tình trạng của họ. Hơn nữa, rau dền có tác dụng hỗ trợ giảm thiểu nguy cơ biến chứng liên quan tới bệnh tiểu đường, chẳng hạn như béo phì và tăng mức cholesterol trong máu. Thứ tư là cải thiện dấu hiệu thiếu máu, thiếu sắt. Rau dền rất giàu chất sắt, một chất dinh dưỡng quan trọng, huyết sắc tố và hồng cầu. Bằng cách bổ sung lượng sắt dự trữ, nó giúp giảm bớt các triệu chứng thiếu máu do thiếu sắt, thúc đẩy sức khỏe tổng thể. Thứ năm là tăng cường sức khỏe tiêu hóa. Rau dền có hàm lượng chất xơ cao vượt gấp 3 lần so với lúa mì. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời để tăng cường sức khỏe tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra, nước rau dền còn có hiệu quả trong việc điều trị vấn đề về đường tiêu hóa như tiêu chảy, chảy máu và mất nước. Thứ sáu là ngăn ngừa ung thư. Rau dền chứa rất nhiều axit amin thiết yếu, đặc biệt là lysine, cùng với một số các loại khoáng chất như vitamin. Những thành phần này trang bị cho nó khả năng chống lại các gốc tự do đó khả năng làm giảm nguy cơ ung thư liên quan tới quá trình lão hóa. Và sau đây là những đối tượng không nên ăn rau dền. Mặc dù rau dền được yêu thích vì dễ ăn lẫn có thành phần dinh dưỡng ấn tượng, nhưng có một số cá nhân nên thận trọng hoặc hạn chế tiêu thụ loại rau này. Thứ nhất là người mắc bệnh liên quan tới dạ dày. Những người bị đau dạ dày, loét dạ dày hoặc các bệnh về đường tiêu hóa khác nên tránh rau dền. Hàm lượng chất xơ cao và khả năng gây kích ứng có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng dẫn đến khó chịu. Thứ hai là người nhạy cảm với nhiệt hoặc đặc tính hàn. Một số cá nhân có thể nhạy cảm với đặc tính nhiệt của rau dền dẫn đến cảm giác khó chịu hoặc phản ứng bất lợi khi ăn. Thứ ba, người đang gặp vấn đề về đường tiêu hóa. Những người bị tiêu chảy, táo bón hoặc các rối loạn tiêu hóa khác nên thận trọng khi tiêu thụ rau dền. Hàm lượng chất xơ cao có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng và làm rối loạn sức khỏe tiêu hóa hơn nữa. Thứ ba là một số lưu ý khi ăn rau dền. Để khai thác tối đa lợi ích sức khỏe của rau dền, đồng thời đảm bảo an toàn và tiêu hóa tối ưu, điều cần thiết là phải tuân thủ một số nguyên tắc nhất định khi ăn rau dền. Thứ nhất là không ăn quá nhiều rau dền mỗi bữa. Dù đây là một loại rau nhiều công dụng chữa bệnh không có độc, nhưng không phải ai ăn càng nhiều thì càng tốt. Nguyên nhân là rau dền có tính hàn, thanh nhiệt, người đang bị tiêu chảy tốt nhất nên không nên dùng. Phụ nữ có thai, cơ thể dễ bị nhiễm lạnh cũng được khuyến cáo không nên ăn rau dền để an toàn sức khỏe cho cả mẹ và bé.
Thứ tư là kết hợp với thực phẩm có nguồn gốc động vật. Vừa rồi Diệp đã chia sẻ đến bạn những lợi ích của rau dền cơm đối với sức khỏe của con người. Hy vọng rằng những thông tin mà Diệp chia sẻ ở trên sẽ giúp ích được rất nhiều người. Và chúng ta đều sử dụng rau dền cơm để làm thực đơn hàng ngày nhé. Và nếu bạn thấy video này hữu ích thì đừng ngần ngại chia sẻ video này tới nhiều người cùng biết. Bên cạnh đấy, bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh của Diệp để nhận được nhiều thông tin hữu ích khác về sức khỏe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video được phát sóng vào lúc 8 giờ tối ngày mai.